Nhiều khi tôi tự hỏi, có chăng việc tôi cứ liên tục đem đến cho anh em những con game với màu sắc quen thuộc như là kiểu Tâm Dị Kinh Lý hay là Urban Legend, thì liệu có khiến anh em cảm thấy nhàm chán hay không nhỉ? Vì lẽ đó nên trong video ngày hôm nay, ta sẽ chuyển hẳn sang một thể loại khác khác biệt hơn, đó là kinh dị viễn tưởng. Yeah, chắc hẳn là anh em đang tưởng tượng ra những con quái vật có trong những bộ phim nổi tiếng như là Alien hay Predator đúng không? Tuy nhiên, trong video ngày hôm nay, trò chơi mà Cursu đem đến sẽ có tên là Cave Crawler, sẽ mang lại cho anh em một trải nghiệm còn ám ảnh hơn thế nữa. Nào, thế thì cùng bắt đầu với nội dung ngay thôi nào. Let's go! You wanna have a bad time? Xuất hiện vào ngày 19 tháng 4 vừa qua, Cave Crawler là một tựa game indie thuộc thể loại khoa học viễn tưởng do Technomancy Studio đồng phát triển và phát hành thông qua Steam. Vì chỉ là một tựa game dạng Walking Simulator, nên cả phần nhìn lẫn phần gameplay của Cave Crawler đều không có gì đặc biệt. Tuy vậy, câu chuyện mà trò chơi này đem đến thì lại rất thú vị và lôi cuốn. Vậy thì có gì hay ho nhỉ? Chúng ta cùng tóm tắt sơ qua một chút nhé. Khởi đầu game, người chơi sẽ xuất hiện tại một hang động tăm tối, nơi tọa lạc tại một địa điểm chưa xác định. Lúc này, anh em sẽ cảm thấy góc nhìn của nhân vật chính di chuyển khá là chậm. Ban đầu thì tôi còn tưởng nhân vật chính là một người nào đó đang cầm camera để quay lại mọi thứ trong chuyến khám phá hang động của anh ta. Nhưng hóa ra không phải. Thực chất, thứ mà người chơi đang nhập vai vào là một con robot điều khiển từ xa. Do hạn chế về mặt kỹ thuật, nên việc anh em gặp khó khăn trong quá trình di chuyển con robot là điều khá hiển nhiên. Về phần nhiệm vụ chính, thì mục tiêu của chúng ta khi này là phải tìm ra tung tích của những người mất tích bí ẩn. Trong quá trình ấy, anh em có thể thấy những vật dụng cá nhân như là giày dép, đèn pin hay là ba lô của những người này nằm rải rác ở trong hang. Tuy vậy, tung tích của anh ta hay là cô ta thì chưa thể xác định. Càng khó hiểu hơn là khi người chơi tìm ra một khối tinh thể màu đỏ và tiến hành quét nó. Đột nhiên, hệ thống lại thông báo là nạn nhân mất tích đã được tìm thấy. Màn chơi đầu tiên cũng kết thúc tại đây. Đến với những level tiếp theo, nhiệm vụ nhìn sẽ không quá nhiều sự khác biệt khi mà chúng ta vẫn phải tìm tung tích của các nạn nhân. Đa phần trong số họ đều đã tử nạn. Xác của những người này được tìm thấy rải rác trong những hang động, với phần cơ thể nhìn chung còn khá nguyên vẹn. Nhưng tuy nhiên, càng tiến sâu vào bên trong thì những điều kỳ quái sẽ càng xuất hiện nhiều hơn. Đôi khi, anh em sẽ phát hiện ra một bóng đen nào đó đang rình rập xung quanh. Nhưng chỉ vì xuất hiện trong thoáng chốc, nên ta sẽ gần như không thể xác định rõ được đối tượng này là thứ gì. Thêm nữa, về phần những khối tinh thể lúc trước, chúng cũng sẽ xuất hiện nhiều với mật độ dày đặc. Điều đáng nói là rất nhiều trong số ấy còn có những tên riêng như kiểu Abigail, Gray hay là Mark. Ở màn chơi cuối cùng, không gian xung quanh thậm chí còn thay đổi hoàn toàn thành cấu trúc xác thịt, với những thứ nhìn giống như mầm cây trồ lên từ mặt đất, hay những bao tử kỳ lạ bay lơ lửng trong không khí. Thậm chí, nhiệm vụ chính khi này còn bị chuyển thành dạng thập lục phân. Khi dịch nó, ta sẽ có được chỉ dẫn là Find the Core. Dựa theo gợi ý này, người chơi sau đó đã phải chạm mặt một sinh vật to lớn với những xúc tu khổng lồ. Theo phân cảnh cuối cùng được ghi lại thì rõ ràng là con robot mà chúng ta điều khiển đã bị sinh vật này tấn công, và trò chơi cũng sẽ kết thúc ngay tại thời điểm đó. Với những manh mối bí ẩn cùng những câu chuyện nhuốm màu khoa học viễn tưởng vừa có được, thì giờ sẽ là lúc Cursu tôi giải mã toàn bộ sự thật có trong tựa game này. Các bạn nghĩ là tựa game này đơn giản đúng không? Nhưng cứ bình tĩnh nhá. Về cơ bản, bối cảnh chung của Cave Crawler sẽ là xoay quanh một tập đoàn khai thác có tên Rockwell Mining Group, viết tắt là RMG. Vào năm 1992, công ty này đã có quyền khai thác một vài hang động chưa được tiết lộ vị trí. Tuy nhiên, vì nơi này nằm gần một công viên địa phương, nên có nhiều người đã tò mò tiến vào đây khám phá, và rồi mất tích kể từ đó. Trách nhiệm của RMG đã buộc họ phải thực hiện một chiến dịch tìm kiếm những nạn nhân kể trên, và điều đó dẫn đến toàn bộ câu chuyện như trong game ta đã thấy. Còn về phần con robot mà anh em điều khiển ngay từ đầu, thì thực chất nó là một thiết bị tân tiến với cái tên là Cave Crawler, do công ty RMG tự mình chế tạo và sử dụng. Nói cách khác, chúng ta đang vào vai nhân viên của RMG, với toàn bộ phần chơi vừa rồi đều là những đoạn phút đẹp quý giá mà người chơi quay được sau chuyến tìm kiếm. Vậy, điều gì đã thực sự xảy ra? Có một chi tiết vô cùng quan trọng mà tôi chưa đề cập ở phần tóm tắt. Cụ thể là trong những cái xác mà người chơi tìm thấy, có một cái đã được ghi nhận là có khoáng vật lạ màu đỏ mọc ra từ thi thể của người này. Rất kỳ quái đúng không?
Nhưng cũng nhờ chính những manh mối này mà ta biết rằng, với mỗi thông báo đã tìm thấy nạn nhân mà người chơi ghi nhận khi quét các khối tinh thể, thì thực chất chúng chính là xác của những người đã chết biến đổi thành. Nhưng khoan, chẳng phải những chi tiết này cũng đã ngầm khẳng định rằng phía công ty RMG đã biết toàn bộ chuyện này ngay từ đầu rồi đúng không? Đúng, câu trả lời là như vậy. Bởi lẽ, ngay sau chuyến tìm kiếm đầu tiên, họ đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của những khối tinh thể kỳ lạ này. Thông qua việc thu thập một số mẫu vật thể để nghiên cứu, tập đoàn RMG đã đưa ra một kết luận đáng kinh ngạc. Có vẻ như những tinh thể này bắt nguồn từ một loại bào tử nấm. Chúng lây nhiễm và phát triển trực tiếp lên các sinh vật không may hít phải. Theo thời gian, có lẽ nó sẽ rút toàn bộ dưỡng chất của vật chủ và biến họ thành những khối tinh chất màu đỏ máu. Thứ này phát triển rất nhanh chóng và đạt thể hoàn thiện chỉ sau 48 giờ lây nhiễm. Qua đây, ta hiểu rằng đa phần các nạn nhân trong câu chuyện này không hề bị chết bởi những tác nhân vật lý, mà họ chết từ các nguyên nhân sinh hóa tới từ các bào tử nấm, cũng chính là các hạt màu đỏ bay lơ lửng mà ta từng thấy ở trong game. Tuy nhiên, phần quan trọng của câu chuyện thì chưa hề dừng lại ở đó. Công ty RMG đã sớm tìm ra những ứng dụng tuyệt vời của loại tinh thể này, khi nó được cho là sánh ngang với những gì mà năng lượng hạt nhân có thể tạo ra. Xét vào bối cảnh của thập niên 90, việc tìm ra một nguồn khoáng vật mới có thể thay thế năng lượng hạt nhân thì hiển nhiên đó là một bước tiến mang tính đột phá cho loài người. Vì lẽ đó, nên kịch bản về việc xuất hiện một tập đoàn xấu xa bất chấp làm mọi thứ để đạt được mục đích là điều rất dễ hiểu. Và người đóng vai ác ở đây không ai khác chính là công ty RMG. Nhưng câu hỏi được đặt ra là họ đã làm những gì? Một chi tiết mà có thể anh em chưa biết, đó là trong game sẽ có tổng cộng 4 màn trời. Nhưng thực tế chỉ có màn đầu tiên là mô tả việc cứu trợ các nạn nhân bị mất tích mà thôi. Trong khi các màn còn lại, nhiệm vụ sẽ hiển thị rõ ràng là ta phải tìm kiếm những cái xác. Thêm nữa, thì vật dụng của các nạn nhân mà ta tìm thấy kể từ sau màn 1 cũng chỉ có toàn đồ thợ mỏ mà thôi. Nói cách khác, các nạn nhân ấy chính là các công nhân được thuê bởi RMG với mục đích là để thực hiện việc khai thác loại khoáng sản nào trên. Điều này cũng đồng thời giải thích cho lý do tại sao thiết bị tìm kiếm mà người chơi điều khiển lại hiển thị thông tin của các nạn nhân như tên hay tuổi của họ. Tất cả những manh mối đều có thể quy về một điểm nhằm khẳng định công ty MRG đã lên kế hoạch ngay từ ban đầu. Trong một bản báo cáo mang tên Harvesting, ta thấy công ty đã cử một nhóm tiến vào khám phá hang động. Và điều quan trọng nằm ở chỗ, nhóm này được gọi là Feeding Team. Chính cái tên đã nói lên tất cả. Bọn họ thực chất đã bị lừa để biến thành những khối tinh thể. Qua đó, công ty AMG có thể chủ động khai thác những nạn nhân xấu số này trong tương lai. Và giờ thì anh em đã thấy mục đích của tập đoàn này không hề tốt đẹp rồi chứ. Khoan, có một điểm mà AMG chưa hề lường trước, đó là hang động này thực chất không phải là một hang động. Như tôi đã từng mô tả, khi càng tiến sâu vào bên trong, nơi này càng lộ ra nhiều kết cấu xác thịt. Nó nhanh chóng đưa ta đến một kết luận rằng toàn bộ hang động này về bản chất là một sinh vật sống. Trong khi đó, nơi mà ta đang khám phá có thể là ruột hoặc là cơ quan tiêu hóa của sinh vật này. Và nếu giả thuyết ấy là chính xác, thì cũng đồng nghĩa với việc các nạn nhân một khi vào đây nghiêm nhiên sẽ trở thành bữa ăn cho sinh vật khổng lồ nói trên. Trong đó, các bào tử nấm màu đỏ sẽ đóng vai trò là các loại enzyme giúp chuyển hóa thức ăn là các sinh vật sống trở thành dạng tinh thể giúp sinh vật này dễ hấp thụ hơn. Tuy vậy, sau hàng loạt những hoạt động náo loạn mà con người gây ra, thì cuối cùng sinh vật này đã nổi giận. Ngay lập tức, nó đã gây một cơn địa chấn khủng khiếp làm ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực lân cận, điều mà phía công ty RMG đã ghi nhận trong các bản báo cáo. Còn về phần những sinh vật màu đen bí ẩn, thú thực thì tôi cũng chưa rõ chúng là gì. Có thể họ chính là những linh hồn của các nạn nhân xấu số cũng nên đấy chứ. Ngoài ra, nếu người chơi đối mặt với cả 5 bóng đen bí ẩn có trong game, thì ở cuối game, ta sẽ nhận được thông báo về 3 tọa độ cụ thể. Các địa điểm ấy lần lượt thuộc khu bảo tồn quốc gia Nuata nằm ở Alaska, công viên quốc gia Everglades ở Florida, và cuối cùng là một địa điểm kỳ lạ nằm ở trên Đại Tây Dương, gần với Iceland. Nhiều khả năng, đây chính là vị trí của các hang động mà trò chơi này lấy bối cảnh. Nhìn chung, câu chuyện trong game tương đối dễ hiểu. Đặc biệt nếu như anh em đã từng xem qua series Gemini Home Entertainment thì sẽ thấy sự tương đồng giữa hai sản phẩm này là khá rõ rệt. Và ok, trên đây là toàn bộ những phân tích của Cờ Su dành cho tựa game kinh dị ngắn Viễn Tường Cape Clouder. Nếu anh em cảm thấy thích những tựa game độc lạ kiểu này thì đừng quên nhấn like cũng như subscribe cho Cờ Su để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mới trong tương lai nhé.
Nếu có bất kỳ gợi ý nào khác thì đừng quên comment xuống dưới để bọn tôi biết và thực hiện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những nội dung tiếp theo. Peace!